thập giá cũng được là cái giá hình chữ thập thánh giá là cái giá đã có Chúa Giêsu còn hình gì không quan trọng cho nên trong giáo hội có rất nhiều nơi vô nhà thờ quý vị cái thánh giá hình chữ tề nha nhất là ở tây phương nước Ba Lan với những cái nước theo giáo hội đông phương thậm chí có hai nhánh nữa đó hai nhánh ngang nữa đó tôi mừng là vì chữ thánh giá đâu có nói là chữ thánh thập giá đâu cần phải hình này tâm hồn phải cởi mở ra chút để chấp nhận cái vật chất và hình thể không quan trọng, cái quan trọng là tại sao gọi nó là thánh giá, tại sao gọi nó là thập giá. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Bài trích tin mừng của Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa khi ấy, Chúa Giêsu nói cùng ông Nicodemo rằng không ai lên trời được ngoài cái người đã từ trời xuống tức là con người vốn ở trên trời. Cũng như ông Mai Sen xưa đã treo con rắn nơi hoang địa thế nào thì con người cũng sẽ bị treo lên như vậy để những ai tin vào người thì không bị tiêu diệt muôn đời thật vậy thiên chúa đã yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của người để tất cả những ai tin vào con của người thì không phải hư mất nhưng được sự sống đời đời vì thiên chúa không sai con của người gián trần để luận phạt thế gian nhưng để thế gian nhờ con của người mà được cứu chuộc đó là lời Chúa. Lời Chúa Kỳ Tô, khen Chúa. Dạ, kính thưa quý ông bà và anh chị em, nếu như quý ông bà nghe cái câu nhân vô thập toàn, thì cái chữ thập toàn đó nghĩa là gì? Thập là mười, toàn là toàn vẹn. Có mười điều phải toàn vẹn, trong đó có cả công, công ngôn dung hạnh rồi đó nhân nghĩa lễ tri tính như vậy khi mình nghe thập phương có nghĩa là mười phương khác nhau trên trái đất này mình nghe thập niên là nhiêu mười năm rồi mình nghe thập nhất mười một thập nhị mười hai thập tam mười ba mà tiếng quảng đông đọc là sập xám đó như vậy chữ thập giá có nghĩa là mười cây giá 10 cái giá để treo Cái chữ giá theo tiếng Hán Việt là cái đồ để treo Cái vàng để treo Cái móc, cái khung, cái gì cũng được Miễn là để treo cái gì trên đó Thì gọi là giá Mặc dù chữ giá có rất nhiều nghĩa khác nhau Như vậy thập là mười. Còn chữ tự Chữ tự có nhiều nghĩa Nghĩa là một ngôi chùa Long Vân Tự Ví dụ, chữ tự cũng có nghĩa là do mình, giống như tự sát, tự mình giết mình. Chữ tự cũng có nghĩa là cái chữ. Thì ở đây thập tự nghĩa là cái chữ hình thập. Tại vì người Tàu viết số 10 chữ thập là hai cái cây chéo lại. Chắc ngày xưa người ta quan niệm đưa tay như vậy, thì mỗi tay có 5 ngón, cộng lại tới 10 ngón. Như vậy nếu mình nói thập giá là mình nói sai đó, là 10 cái giá. Rồi mình quen rồi. Đáng lẽ phải đọc đủ thập tự giá, cái giá hình chữ thập. Không phải mình moi móc nhưng nó đã quá quen rồi. Bây giờ chấp nhận thì thôi được, chấp nhận. Giống như chữ tạo hóa, ai cũng biết là gì? Đấng creator tạo ra mọi chuyện rồi mình nói mình là tạo vật nó sai hoàn toàn mình phải nói mình là thụ tạo ghê ha tại vì tạo vật có nghĩa là tạo ra mọi vật mình tạo được cái gì đâu mà mình vẫn dùng nó tôi dám hiên ngang nói điều này vì tôi biết cả thế giới sẽ có rất nhiều người giỏi chữ hán cùng nghe nhưng chắc chắn chữ tạo vật mà dùng cho mình là sai, dùng cho Chúa, the Creator, đứng tạo nên mọi vật, còn mình là thủ tạo, thủ là được, tạo là dựng, mình nhận được sự tạo dựng. Tôi lấy ví dụ tôi cho mình không có, không có vật lá tìm sâu để khui ra, vì vì hàng bao nhiêu năm mình dùng rồi, mình quen lắm rồi. Tôi lấy một ví dụ tử đạo, tử thương là bị thương đến chết. Vậy cái chữ tiếng Hán, chữ sau là quan trọng. Cho nên khi mình dịch ra tiếng Việt, mình phải dịch chữ đó ra trước. Tử thương là bị thương đến chết. Vậy tử đạo là cái đạo đó chết. Đúng trong tự điển của cha trụ Hán Việt, cha sở nhà thờ cha tạm. Cha nghiên cứu và cha nói, chung chữ tử đạo quen quá rồi, đã dùng sai đáng lẽ phải để tự vị đạo. Ô, không sao, chấp nhận phải không rồi. Vậy trở lại chữ thập giá <laughs> là 10 cái giá. Tôi nói nó ra hình gì? Đáng lẽ đúng thì phải nói thập tự là cái chữ thập, giá là cái đồ treo, cái đồ treo có hình chữ thập. Thôi cũng được. Giống như mình có thể nói hồng thập tự không là màu đỏ thập tự là cái chữ thập màu đỏ mình có quyền bỏ chữ tự đi không mình để hồng thập <laughs> là số 10 màu đỏ vân vân cảm ơn quý vị bây giờ mình trở lại thập tự giá mà cái tiếng Latin nó nói rất là rõ như sau nó có cái tên của nó Tiếng Latin gọi cái đó là crux. Crux, tiếng Pháp croix, tiếng Anh cross. Hai cái cây nó cross vào nhau đó. Đó và là cái cây. Vâng, chúng ta nhớ chiều thứ sáu tuần thánh. Bây giờ chúng ta hát tiếng Việt. Mỗi lần sau phần lời Chúa, bởi vì thứ sáu tuần thánh có ba phần nhưng không có thánh lễ nhớ không? Ngày đó không có cử hành bất kỳ bí tích gì trên toàn giáo hội. Không có thánh lễ. Mình thánh chúa đã được để dành tôn kính ở một nơi khác là rước vào ba phần. Phần công bố lời chúa, phần suy tôn cây thập giá và phần rước thánh thể. Rồi đi về. Không có đọc kinh kết thúc. Như vậy ở cái phần mà suy tôn hay là tôn kính cây thập giá thì linh mục ngày xưa trong mùa chai phủ màu tím rồi ở cuối nguyện đường hay ở góc bên ngoài cửa mở một góc bắt đầu hát cái gì ecce linium crucis đây là gỗ của cây thập giá hay là cây thập tự giá mình hát nữa. đây là cây thanh gia nơi treo đấng cưu đồ trần gian mình dịch thêm nữa còn có nơi treo đấng cứu độ Trần gian, bên tiếng Latin không có. Nhưng mà cũng tốt. Xy lignum crucis, Tôi tra từ điển tiếng Latin. Tôi không có giỏi đâu, tôi phải tra vô giáo sư Google đó. Tôi tra năm lần khác nhau thì chữ lignum có nghĩa là gỗ, là chất mộc. Thôi hết, không nói gì khác. Đây là cái miếng gỗ mà hình cái giá treo bằng gỗ đó chứ không phải đây là cây thập giá có tượng Chúa Giêsu. Nha. Yeah. Vì thế khi tham dự nghi lễ tôn kính thập giá hay mình gọi thập tự giá vào thứ sáu tuần thánh và trong ngày hôm nay chúng ta hãy nhớ ý chỉ chính của phụng vụ là tôn vinh cái gỗ của cái thập tự giá chứ không phải cái tượng chuộc tội mà mình quen gọi là thánh giá có hình Chúa Giêsu trên đó. Rồi hôm nay rõ ràng có văn bản ở đây, cho nên mình không lặp lại nữa. Lễ suy tôn thánh giá có rất lâu đời, nhất là sau thời kỳ một bà hoàng hậu tìm được trên cái đồi có những cái cây mà đã dùng để tử hình. Mình nói là cái bà đã tìm ra cây thánh giá. Rồi bà thử, cây nào là thánh cây nào là thập cây nào là thập giá cây nào là thánh giá và người ta nói có phép lạ xảy ra Bà bà biết cái cây đó là đã mang xác chúa giêsu bà đó là hoàng hậu con của bà là vua la mã từ đó giáo hội được ông ấy cải đạo bà ấy rất đạo đức bà thánh đó, và bây giờ thì lúc đó thế kỷ thứ mấy đó Tức cái giáo hội được phất lên như diều gặp gió Ôi rồi ơi Tha hồ được tự do Không bị bắt bớ nữa Và xây cấp bắt đầu Mừng lắm Sau hơn 300 năm Chui rút như chuột Ở dưới hàng tội đạo Lén lút ở bên dưới Tưởng tượng nha 300 năm Bây giờ mình đến du khách đến thăm Roma Cảnh sát chỉ cho vào con góc à Bởi vì những cái hang ở dưới đất Người ta ước tính nó bằng Sài Gòn chợ lớn á Đi vào đó không biết đường ra là chết trong đó đó Nó không có đèn, không có đúa gì đó Nó cho vào một góc mà mình đi mình đã thấy vui rồi đó Có nghĩa trang á Có nơi làm trường học Có là chợ búa Có nhà nguyện vân vân rồi có nhà ở nữa phải có mọi người một chỗ ở Đâu có to tác như mình Nhưng mà sau thời gian Gọi là hang tội đạo đó Được công khai sống Mọi người mừng lắm Rồi từ đó bắt đầu có lễ Tôn kính thánh giá Cái chữ thánh giá tôi thấy mừng Biết tại sao không? Đáng lẽ nói là cái giá nó thánh hết Nhưng giờ mình hiểu rồi Đó là cái hình đó Cái bức tượng đó Nhưng tôi mừng tại sao Tại vì người ta đang tranh cãi Nếu nói thập tự Thánh thập tự giá <laughs> Nó dài dòng như vậy Có nghĩa là xác định rõ ràng nó hình này Thưa không Trong lịch sử La Mã Rất nhiều cái cây nó treo người đó hình chữ T Cái người phạm nhân mang cái cây ngang ra Rồi nó làm cái móc Nó treo nó cột lên đây cái Nó gắn vô cái chỗ là xong Chứ không có lú lên cho nên nếu nói thập giá cũng được là cái giá hình chữ thập. Thánh giá là cái giá đã có Chúa Giêsu còn hình gì không quan trọng. Cho nên trong giáo hội có rất nhiều nơi vô nhà thờ quý vị cái thánh giá hình chữ T nha. Nhất là ở Tây Phương, nước Ba Lan với những cái nước theo giáo hội Đông Phương. Thậm chí có hai nhánh nữa đó, hai nhánh ngang nữa đó. Đừng có ngạc nhiên, đó là theo truyền thống thôi. Còn đâu bắt mình phải tin hay không tin, nhưng tôi mừng là vì chữ thánh giá, đâu có nói là chữ thánh thập giá, đâu cần phải hình này. Tâm hồn phải cởi mở ra chút để chấp nhận. Cái vật chất và hình thể không quan trọng, cái quan trọng là tại sao gọi nó là thánh giá, tại sao gọi nó là thập giá. Thập giá là cái giá chữ thập, đáng lẽ phải nói thập tự giá, nhưng nói tắt rồi. Khi không có được làm phép. Khi không có mục đích phụng vụ, khi không dùng để tôn kính thì nó là thập giá. Còn khi có ba yếu tố trên, tức là có sự hiện diện của Thiên Chúa, có nghi thức phụng vụ, có sự chúc lành vân vân thì phải gọi là thánh giá. Như vậy thôi cho nên nếu mình nói mình làm dấu thánh giá à, thì mình làm sao? Có thiên chúa hiện diện từ đó từ cái ngày mà vào năm 326 là thế kỷ thứ tư bà hoàng hậu Helena bà thánh cho xây cất hai đền thờ đầu tiên một ở trên núi Canvario và một ở tại mộ của Chúa Giêsu ở thánh địa. Hay không? Bất tìm đúng chỗ luôn. Nhưng sau đó có chiến tranh và những nước khác trong đó có anh em hồi giáo chiếm được và nhất là những nước khác đang cạnh tranh chung quanh không phải hồi giáo đánh nhau và người ta tàn phá hết. Rồi lại xây lại, rồi lại phá sập vân vân. Cho nên lễ suy tôn thập giá của Chúa Giêsu được thiết lập tại Jerusalem từ ngày 14 tháng 9 năm 629 là thế kỷ thứ bảy chính thức được thành hình. Thưa quý ông bà và anh chị em nói dài dòng như vậy như chúng ta thấy nhiều người đeo thập giá tôi gọi là thập giá vì nó là món đồ trang sức đừng có nói ô không, nên không nên đâu đó cái hình đó ai muốn làm thì làm mà nhưng nếu để tôn thờ thì nó khác còn để làm đồ trang sức giống như ngày xưa đi đánh nhau vẽ lên cái khiên cái đồ cái đỡ đồ đỡ đó hình thánh giá và gọi chúng tôi là đạo quân của thánh giá crusade đi, đi giết người mang thánh giá đi giết người cái đó không biết có thánh không đó hay là chỉ là một biểu tượng trần gian giống như một ngẫu tượng khi nào chúng ta nhìn vào cái hình đó và chúng ta thấy có người chết để chuộc tội chúng ta tôi nhấn mạnh chữ chuộc và trong rất nhiều kinh tôi đọc tôi thấy chữ cứu độ tôi cũng tự động sửa cho tôi tôi không dám sửa trong cộng đoàn thành chữ cứu chuộc. Cái người đó chết để chuộc chúng ta đó. Cái không có độ chuộc thật, bỏ cả máu ra để chuộc. Nếu mình nhìn vào đó mà mình hiểu được cái chữ tượng chuộc tội thì đó là thánh đó. Và mình sẽ được hưởng cái ơn đó. Người Kitô Hữu luôn kính mến cây thánh giá có Chúa Giêsu đóng đinh trên đó. Bất kể là vật chất hay là phi vật chất. Phi vật chất, ví dụ mình làm trên người mình, đâu có vật chất. Có những lúc thì mình tuyên xưng ra Một nhiệm ba ngôi, có những lúc không. Ví dụ như làm vậy có đâu không? Nhưng như cha bà con phải nói thẳng, Nhân cha bà con thẳng, nhân cha bà con thẳng không? Có ai đó Và rất nhiều lần trong thánh lễ, lời chúc lành không đọc. Và nhất là lời chúc lành các vật để được mà mình gọi là được làm phép nhiều khi không cần đọc nhưng bất kể vật chất hay phi vật chất chúng ta đều có lòng tôn kính biết ơn đấng đã chết để chuộc chúng ta cho nên hôm nay là cái dịp lâu lâu một năm có hai lần thứ sáu tuần thánh và ngày 14 tháng 9 mỗi năm chúng ta nhớ tới người đã chết trên cái cây đó để chuộc lại lỗi lầm của chúng ta hay gọi là chuộc tội. Có lòng biết ơn và đừng đừng dững dưng như nhà danh họa Rembrandt vẽ bức tranh đồi can vê thật đẹp. Ông vẽ rất là đẹp. Số người đứng chung quanh bàn tán xôn xao về nhân vật bị tử hình. Trong đó có mặt của ông. Ông vẽ trong góc. Rất nhiều người bạn biết nói Rembrandt. Tại sao có mặt mày trong đó? Tao có trong đó. Mày làm gì sinh ra thời đó? Thưa không. Mỗi lần tôi nhìn lên cái ông đó chết như vậy. Tao nghĩ rằng tao có dự phần đóng đinh ông. Tao có một phần trong đó. Có khi tao la hét giết nó đi Có khi tao bảo Tha cho ông Baraba -ba Và đóng đinh cái ông này đi Có khi tao lại la lên Nó đâu có phải là vua của chúng tôi Chúng tôi chỉ có hoàng đế xê ra thôi Tao chối cái vương quyền của Ngài Cho nên tao bây giờ phải có mặt trong đó Để đứng ngắm bức tranh đó Mà khóc cho thân phận mình Hay không quý vị? <laughs> Hôm nào mình làm photoshop đấy Mấy bà đi giờ giỏi lắm Kiếm cái mặt mình để vô Trong cái tượng chuột tội treo nhà mình đó. Để cho giống Giống như một khách đứng ở dưới Đang nhìn lên Nhiều nhà tôi thấy có tượng Đức mẹ với Maria Magdalena Đứng hai bên thánh giá đó Bây giờ mình thêm vô Photoshop vô Cái mặt mình ở mé sao Bà Maria Magdalena đó. Mình cho mặc đồ gì cũng được Photoshop thì dễ rồi Cho mặc áo do thái đi Để không ai nghi ngờ Nhưng mà mình nhìn là mình biết tớ đấy <laughs> Tớ cũng góp công vào chuyện Đóng đinh cái ông đó Tôi kết luận bằng câu chuyện ở Lúc tôi ở Sydney Có bà cụ 92 tuổi Nhờ tôi sửa cái tượng chuột tội Bà bị rớt Và cái tượng nó bằng gỗ Nó không gãy nhưng nó xúc hết Đinh ra là tượng riêng Thập tự giá riêng thì tôi đến tôi đóng Tôi nói bây giờ con, con sẽ đóng lại để nó không bao giờ có rớt đi nữa cũng không hư. Thế là tôi kê lên cái bàn của bà, tôi lót tấm vải đàng hoàng, rồi tôi dùng đinh hai phân đó, tôi đóng ở cái lỗ rồi nè. Rồi tôi nói tôi sẽ sơn lại nó thành màu gỗ, bà đừng lo. Tôi đóng mới cái tay bên phải, cái bà khóc quá trời qua đất. Tôi hỏi bà bị cái gì vậy? Ôi trời ơi, chưa bao giờ thấy người ta đóng đinh chúa trước mặt tôi. tôi ngưng luôn đó tôi đi ra tôi mua keo strong glue đó, tôi dán cho tôi không dám đóng nữa bà chết rồi nhưng ít nhất bà để một bài học quá hay đi có khi mình còn lôi tượng ra mình đóng đinh tới đóng đinh lui nữa nhé mà mình đâu có tâm hồn xúc động như bà cụ đó tôi tin rằng bà không có cái bằng cấp gì về giáo lý về thần học hết đó nhưng mà cái tim của bà cảm nghiệm được ôi trời cái tượng mà bà, bà đã thấy đau đớn như vậy huống chi một con người bị đè ra đóng xuyên qua tay chân treo lên cho chết ngộp vậy mà mình vô vô cảm sao không thể nào vô cảm được vậy hãy xin chúa cho con cảm nghiệm được mỗi lần nhìn lên tượng chuộc tội con phải cảm thấy có phần của con trong đó. Chỉ cần bắt trước ông Rembrandt nhiều đó thôi Tôi cảm thấy vui rồi Và nhất là mỗi lần làm dấu thánh giá trên người Xin hãy làm chậm, cẩn thận, có ý thức Rất đáng buồn khi thấy nhiều người làm lẹ quá à. Còn có làm bên phải trước hay bên trái trước Không thành vấn đề có người bắt buộc con đức phải làm vậy vậy qua đây. Không, bên, bên Đức nó làm vậy không à. Trong nhà thờ công giáo đó. có sao đâu rồi thứ hai nữa là làm bằng tay nào tôi có sách nào bắt phải làm tay phải tôi kể chuyện con ông bị bó bột tay phải tại té xe ở Việt Nam đó, té xe ông đã rồi vào nhà thờ ông cứ nâng cái này lên ông làm rồi nó đi lố tay bột nó cứng nhắc thì nó lố rồi ông ngó ngó rồi không biết làm sao kéo nó xuống rồi xuống đây thì được qua đây thì được mà qua đây thì sao Tôi bảo ông lấy tay ông nói vô đi. Tôi ngồi kế bên tôi nói nói vô cho nó đụng. Trời ơi! Đó là hình thức bề ngoài. Cái lòng mình có kính trọng không? Có ý thức không? Làm tay nào cũng được hết đó. Đừng, đừng có bắt buộc trẻ con thấy nó làm bằng tay trái đánh tay nó úi rồi ơi, không phải nói con làm tay nào cũng được miễn con tôn kính và ý thức có em nhỏ nó hỏi bà nội, con nghe kể là ông nội đó đúng ngày sinh nhật ông đi trên mặt hồ được, mà nói đó đúng vậy à? ông nội mà ngày sinh nhật tối ngày sinh nhật của ông là ông đi trên mặt hồ có thiệt không bà nội? ta nói thiệt chứ tao gạt mày làm gì? Thì bố con nghe cũng mẹ kể ngày sinh nhật bố cũng đi được trên mặt hồ, chứ sao di truyền? Ông nội đi được thì bố đi được. Ô thằng nhỏ mừng quá. Tới ngày sinh nhật của nó, nó tuyên bố trong lớp. Xin cô cho các bạn mừng sinh nhật với con ở bờ hồ. Hôm đó con được di truyền sẽ đi trên mặt nước. Trời ơi cô giáo cũng lấy làm lạ mà. Cũng bán tính bán nghi thôi. Ra bờ hồ ăn uống với nó rồi coi. Mới bước cái lọc cái tổng. Uống nước gần chết. Tụi nó vớt lên. Rồi nhà trường phải kêu ba má ra Ba má sao con bà nó nói nó đi trên mặt nước Trong ngày sinh nhật của nó Ai nói vậy? Nó nói Tại sao nó nói vậy? Tại nó nói ông nội nó đi được trong ngày sinh nhật Ba nó cũng đi được trong ngày sinh nhật Cô giáo chuyện này xảy ra ở Canada đó. Cô giáo nói đúng rồi Ba nó và ông nội nó sinh vào tháng chạp Cái mặt hồ nó đóng băng còn nó sinh tháng 7 mà đi cái gì? Nước nó lỏng ra hết rồi thì té ngủm chắc rồi. Đó là chuyện trẻ con. Chuyện trẻ con thứ nhì, một thằng rất háo hức, 7-8 tuổi, háo hức theo bố vô thăm em bé mới sinh. Rồi nó nhìn, nó nhìn xong rồi bố nó mày nhìn rồi mày, mày thấy gì? Con thấy rồi, con thấy nó mắc lắm, giá tiền còn treo trên tay nè. Cái số đó, cái số mấy ngàn em bé sinh ở nhà thương đó Thì nó con thấy rồi, con biết đọc mà nó mắc lắm Rồi mày thấy gì nữa Con thấy nó kêu to thế, thế nào bố cũng tốn tiền mua pin Nó tưởng con búp bê Ngài đến bên tôi Cho tình tôi nguyên vẹn tựa trắng rằm Ngài đến bên tôi với tình yêu muôn vàn nồng thắm ngài đến bên tôi để từ đây tiếng hát ngọt ngào để từ đây dẫn đôi nhiệm màu để ngàn sau tôi hằng ghi dấu ngài đến bên tôi để mùa xuân hoan nở rộn khung trời từ đó trong tôi hương hồng ân dâng chào phơi phới từ đó trong tôi bao niềm vui tiếp nối một đời như biển khơi sóng vỗ tuyệt vời cho trọn kiếp không hề lắng vơi chúa ơi chúa đưa con về tình yêu tuyệt đối từ đây chúa đưa con về mùa xuân hạnh phúc ngàn năm trăng phai chúa ơi tháng năm mong chờ tình yêu tố thắm niềm mơ trái tim con này nguyện dâng lên chúa sẽ không phải mơ